chào các bạn. Trước mặt Mai Quy đây là chậu lan chốt Bombadour, một cây lan chốt mà phải nói là lúc trước được người chơi lan săn lung vì cái màu của nó đẹp, chốt đẹp, và đó là cây giống xưa, cây Bombadour. Dân ngặt gọi là cây chớp Bombadour, là cây chớp bông cánh tròn. Nhưng mà cái chớp tròn này á, vì sao mà nó đắt, nó có khác biệt gì cây chớp tròn khác, thì chúng ta sẽ thấy là nó khác biệt rõ ràng nhất. Nó vẫn là chớp lem giống như nhau, nhưng cái trong nó là màu tím đậm các bạn. Nó màu tím đậm, thường những cây trên thị trường nó là màu hồng, nhưng cái cây này là cây màu tím đậm. Mà các bạn có thể thấy cái hình bông mà Mai Huy chụp từ cái chậu mà Bombadour, mà chậu lớn hơn chậu này nữa, rất là nhiều bông các bạn, quá trời bông. Giờ bông nó rất là dài, cái Bombadour này giờ bông nó dài quá. Cái cây thôi là 40 cm và giờ bông có thể 45 cm các bạn. Đây các bạn thấy nè, giờ bông dài hơn cái thân luôn, quả thật là ấn tượng. Mai Huy đã từng mua một cây chớp Bombadour đúng cây này luôn, bằng đúng cái cũ này luôn, còn nhỏ hơn nữa, 900.000 các bạn, 900.000 đồng, trồng hoài chờ lâu lớn, cuối cùng là đâu mất tích luôn, vì lý do là nó nhỏ quá rồi không biết nó lạc lõng ở đâu ở trong cái vườn của mình mất luôn. Có thể là cũng bị lấy đi tại vì nó nhỏ quá, rất là dễ bị lấy. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng những chậu Bombadour này có hoa lớn khỏe để chúng ta có thể chơi thành tác phẩm luôn các bạn, chơi luôn thành tác phẩm. Giò bông rất là dài, nhiều bông, thì mang quy đếm nha, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 17 bông. 17 bông vẫn là chưa là đỉnh cao của cái giò bông này. Theo quy biết là có thể nó được tới 20 hoặc 22 bông khi mà cái cây lan cao khoảng 70-80 cm là cái giò bông nó còn dài khủng khiếp nữa các bạn. Quả thật là một cây lan mà chúng ta nói là cây giò bông quá dài, dài hơn cả cây rồng vàng ở phía sau. Giò bông mà dài hơn cái thân là một cây lan hiếm, nhưng mà hiếm gặp. Những cây lan mà được như vậy thì mà trong Mai Huy thấy như là chỉ có cây Go chớp Enobi, một cây lan chớp mà đoạt giải quốc tế thế giới thì nó được vậy. Còn cây này chưa đoạt giải gì hết nhưng mà nó cũng được cái giò bông vậy rồi, quá đẹp. Chúng ta mà trồng lớn những tác phẩm đi lớn đi thi thì chúng ta cũng có thể đoạt giải thôi, bình thường các bạn. Cỡ cái chậu mà Mai Huy đăng cái hình lên thì chậu đó đem đi thi là thoải mái, đoạt giải là thoải mái, tại vì nó đẹp, nó là một tác phẩm. Còn những chậu này thì nó chưa, nó chỉ là ra bông để chúng ta chiêm ngưỡng thôi, nó chỉ là những chậu vừa vừa thôi. Nhưng mà cỡ này chúng ta mà trồng lên thì nó sẽ rất là đẹp. Thì hôm nay qua cái video này mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cái cây Madame Bombadour chớp của bên công ty mình, cũng có vài chậu thôi. Chậu này thì chiều nay cũng đã xuất đi cho khách hàng ở ngoài Hà Nội để khách hàng chơi, một cây chớp sưu tầm đẹp. Cái chậu lan này mà chúng ta muốn thành tác phẩm là còn phải chỉnh nhiều các bạn, vì cây nó mọc cong không được thẳng, chúng ta phải chỉnh từ từ lại để nó thẳng lên. Và khi trồng những dòng tác phẩm này thì chúng ta chịu khó mua cái kẽm mà loại dày hơn, đây là kẽm 80 rồi, hoặc chúng ta mua kẽm 1 mét, nó rất là cứng chắc, trồng rất là vững chãi, chứ đừng có mua cái kẽm nhỏ là mai mốt là nó cái giò chúng ta nó quẹo quẹo cong cong không có đẹp. Và chúng ta mà trồng tác phẩm thì chúng ta có thể trồng những chậu gỗ hay là chậu có thẩm mỹ cao hơn để chúng ta có được cái tác phẩm đẹp. Nhớ trồng chậu gỗ thì chúng ta nhớ lót những cái lưới hay là sơ dừa bệnh để chúng ta có được cái chậu lan nó không bị thoát hơi nước ra nhiều, làm cho cây nó mất sức các bạn ha. Thậm chí lúc cây mà còn nhỏ là nó muốn có chớp, chớp vàng lá biên luôn, nhưng mà lớn lên nó không còn chớp nữa. Những cây này nó có khả năng là nó đột biến từ lá cho đến đột biến thân rồi bông các bạn. Mời các bạn chiêm ngưỡng cái giò mà Bombadour mà là bự to ở phần cuối video để các bạn xem cái phần cát la da ở đây Bombadour khi nó to mà nó đẹp thế nào.
ở chốt nó đẹp thế nào các bạn ha. Mai Quy có chụp mấy cái tấm hình nó đẹp lắm, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng ha. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.